Tại hải ngoại xuất hiện một khuôn mặt trí thức Việt Nam rất đáng vinh danh, đó là bà Dương Nguyệt Ánh. Bà Ánh đã xuất hiện như một nhà khoa học có đủ cả tài đức và lòng yêu nước thiết tha. Bà đã làm thế giới kính nể qua phát minh bom xoáy giúp Hoa Kỳ chiến thắng tại Iraq. Bà hết lòng phục vụ Hoa Kỳ như quê hương thứ hai. Bà Ánh không bao giờ quên đất nước Việt Nam đang bị đầy đọa trong vũng lầy cộng sản. Bà luôn luôn làm sáng danh chính nghĩa quốc gia, tôn vinh cờ vàng, cổ võ cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản, thiết lập một thể chế thực sự tự do dân chủ. Nhất là bà luôn luôn khuyến khích giới trẻ Việt Nam giữ lấy hồn Việt và trau dồi tài năng, chờ ngày về phục vụ quê hương đất nước khi dân Việt đã giải thể được chế độ cộng sản. Thế đó, trí thức không phải là cục phân như cộng sản đã lên án và tẩy chay, mà trí thức là những viên gạch quý làm đẹp xã hội, đưa dân nước đi lên, giúp phát triển những giá trị văn hóa nhân bản. Có chăng là bọn ngụy thức, trí ngụ, trí gian thì cần phải được dẹp bỏ để phục hồi uy tín, danh dự của đất nước và dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, hàng năm tại Hoa Kỳ, để vinh danh những người đã có công đóng góp công sức và đem lại nhiều lợi ích cho quốc gia, một tổ chức phi chính phủ mang tên The Service to America Medals, xin tạm dịch Tổ chức trao tặng huy chương Hoa Kỳ, đã bầu chọn thật kỹ lưỡng những công dân nào cho thật xứng đáng để trao tặng huy chương phục vụ cao quý này. Năm nay, vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, một phụ nữ Việt đã được tổ chức này bình chọn để trao huy chương phục vụ quốc gia về an ninh. Người đó là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, một phụ nữ được hầu hết mọi người biết đến về thành quả trong việc chế bom áp nhiệt cho chiến trường Afghanistan. Trang phụ nữ kỳ này xin mời quý vị và các bạn nghe những thông tin lý thú về nữ khoa học gia nổi tiếng này, nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, cùng với gia đình di tản vào thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. Lúc bấy giờ, bà vừa đúng 15 tuổi. Đến Mỹ, bà vào trường trung học ở Maryland chỉ với vài chữ tiếng Anh lõm bõm. Với tinh thần tự ái dân tộc, chỉ vài năm sau đó, bà tốt nghiệp kỹ sư hóa học, điện toán, rồi cao học quản trị, với hạng danh dự. Ngay sau khi rời ghế nhà trường, bà được nhận vào làm cho Hải quân Hoa Kỳ và từng lãnh đạo toàn bộ chương trình nghiên cứu và chế tạo chất nổ của Hải quân. Trong suốt 24 năm đóng góp về khoa học và kỹ thuật cho quốc phòng Hoa Kỳ, bà liên tiếp gặt hái nhiều thành quả lớn lao và từng được Hải quân trao tặng giải thưởng cao quý. Hai tháng sau biến cố 911, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ quyết định tìm một vũ khí mới có khả năng hủy diệt hang động nơi quân khủng bố trú ẩn và phải làm sao để tránh tổn thất nặng nề cho binh lính Hoa Kỳ. Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã có sáng kiến chế tạo loại bom áp nhiệt này và lãnh đạo gần 100 khoa học gia, kỹ sư để hoàn thành công trình này trong vòng 67 ngày. Năm 2002, bà được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Giám đốc Khoa học và Kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu và Chế tạo Vũ khí Hải quân tại Maryland. Kể từ tháng 11 đến nay, bà về làm cho Ngũ Giác Đài và đảm nhận chức vụ Cố vấn Khoa học Kỹ thuật cho Tư lệnh Phó Hải quân, đặc trách về kế hoạch và chiến lược, và cho Tổng Giám đốc Chỉ huy trưởng Cơ quan Điều tra Tội phạm và Phản gián của Hải quân. Thưa quý vị thính giả, với thành tích như thế, năm nay bà đã được đề cử trao huy chương cao quý phục vụ quốc gia về an ninh. Cũng xin nói thêm là để được bình chọn không phải là điều đơn giản, vì năm nay trên toàn quốc Hoa Kỳ, trong số 1.900.000 công chức của các cơ quan nhà nước, chỉ có 600 người được đề nghị. Nhưng tổ chức phi chính phủ Service to America Medals chọn lọc lại 31 người mà thôi. Cuối cùng, sau khi duyệt xét thật kỹ lưỡng, danh sách chỉ còn lại 10 người, trong đó có 2 người được lãnh chung một giải. Như vậy, chỉ còn lại có 9 huy chương cho tất cả các lĩnh vực khác nhau mà thôi. Điều đáng nói thêm là trong buổi lễ trao tặng huy chương, nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã được vinh danh như một vị anh hùng thật sự của Hoa Kỳ. Bà cũng đã đọc một bài diễn văn ngắn để cảm ơn đất nước đã cưu mang mình và cho bà có cơ hội thăng tiến bản thân. Đồng thời,
bà cũng nói lên ý muốn của bà là dành tặng tấm huy chương cho 58.000 chiến binh Hoa Kỳ mà tên tuổi đã được khắc vào bức tường đài tưởng niệm và 260.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Nhân dịp bà được trao tặng huy chương cao quý này, Phương Anh đã hỏi thăm bà về cảm nghĩ của mình và được bà cho biết. Thứ nhất là tôi rất là vui mừng là mình đã hân hạnh được nhận một cái huy chương cao quý như vậy. Và đồng thời tôi cũng tự nhắc mình là không nên kiêu ngạo và nhất là không bao giờ được vô ơn. Là tại vì mỗi khi mà mình làm một cái việc gì, nhất là một cái việc mà to lớn như vậy thì chị cũng biết rồi, không ai có thể làm cái gì một mình được cả. Thành ra là riêng trong trường hợp của tôi là tôi có rất nhiều người đã cộng tác với tôi, bao nhiêu là khoa học gia, bao nhiêu là kỹ sư chuyên viên ở trong toán của tôi. Thành ra tôi không bao giờ muốn quên ơn họ, không bao giờ dám nghĩ là mình, và nhắc mình không bao giờ được kiêu ngạo để mà có thể nghĩ là mình một mình mà đã làm được hết những chuyện đó. Khi được hỏi về vai trò của người phụ nữ ngày nay như thế nào đối với sự phát triển của các quốc gia trên toàn thế giới nói chung, bà cho rằng có thể nói là phụ nữ nói chung ngày nay là đang sinh vào lúc đúng thời. Nếu mà mình nói đến những quốc gia tân tiến ở Tây phương như là Hoa Kỳ, Canada, Đại Pháp vân vân, nhưng còn dĩ nhiên là như chúng ta biết rồi, những nước mà về Hồi giáo thì đàn bà vẫn còn bị đàn áp dữ lắm. Lý do mà nói cái chuyện tại sao mà tôi lại bảo là sinh ra đúng thời là tại vì bây giờ trong những cái trào lưu mới đó, tất cả những cái quốc gia này, chính nhất là những chính phủ như chính phủ Hoa Kỳ chẳng hạn, họ có những cái chính sách, những cái chương trình để mà khuyến khích phụ nữ tham gia nhiều hơn và những lãnh vực mà xưa nay chỉ có nam giới nắm thôi, ví dụ như những lĩnh vực về khoa học kỹ thuật chẳng hạn. Chính phủ Hoa Kỳ cũng nhận ra, hay là nói chung là những cái xã hội tân tiến ngày nay họ đều nhận ra một cái chuyện là mình không nên dồn người phụ nữ vào một cái vai trò tiêu biểu mà xưa nay người ta hay nói đến, tức là người đàn bà chỉ có một cái việc là nuôi dạy con cái và quản trị gia đình. Xin nói ngay là cái thiên chức đó không có gì là xấu và là một cái thiên chức rất là thiêng liêng của người phụ nữ. Người phụ nữ người ta có những khả năng khác. Và ngược lại cũng có nhiều người nam giới nuôi dạy con cái còn giỏi hơn là vợ anh ta nữa chẳng hạn. Thành ra mình không nên gán ghép một cái vai trò nào cho một cái giới mà phải để cho ta tự phát triển theo cái khả năng thiên phú. Và chính Hoa Kỳ cũng nhận ra rằng nếu mà mình đàn áp phụ nữ chẳng hạn, hay là mình chỉ cho phụ nữ một cái vai trò tiêu biểu là ở nhà lo cho con cái và gia đình thôi, thì có thể là mình đã làm mất đi một nửa cái tiềm năng nhân lực của mình rồi. Thành ra là phải để cho người phụ nữ có tất cả mọi cơ hội giống như là nam giới để có thể phục vụ quốc gia và phụng sự xã hội. Đối với những chị em phụ nữ nào mà không thích những vai trò đó, đừng cảm thấy là mình xấu hổ hay là mình ngại ngùng là tại vì mình đã không đi ra ngoài, mình đã không nắm những chức vụ quan trọng. Mỗi người có một khả năng khác nhau, mỗi người có một cái quan niệm khác nhau về đời sống của mình, mỗi người có một ưu tiên khác nhau. Không thể bảo rằng cái người mà ở nhà lo cho gia đình là một cái người thua kém. Với lại ngược lại, những người mà ở nhà mà nuôi dạy con cái, quản trị gia đình mà đã làm được tròn cái bổn phận là gọi là mẹ thì chính người đó là một người đóng góp rất quan trọng vào cái sự thành công của chồng người ta chẳng hạn như vậy. Được biết, ngoài việc đi làm và luôn đảm nhiệm trọng trách vô cùng quan trọng, bà còn là một phụ nữ đảm đang, luôn chu toàn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ theo đúng tinh thần của người Á Đông. Nhân đây, Phương Anh cũng hỏi thăm bà làm thế nào để giữ quân bình giữa công việc và duy trì mái ấm gia đình như thế. Bà nói: Thật ra thì nó không có gì là ghê gớm cả, nếu mà gọi là bí quyết thì tôi cũng không dám gọi là bí quyết, nhưng mà chỉ có là một cái quan niệm thôi. Tức là nói theo kiểu người Hoa Kỳ là you could have the cake and eat it too, but not at the same time. Tức là mọi thứ mình đều có thể có được, tức là vừa có thể có một cái nghề nghiệp thật là vững chãi, mình có thể bung ra ngoài xã hội và tiến thật nhanh về công danh chẳng hạn. Trong khi đó mình vẫn muốn có một cái gia đình êm ấm, đầy đủ, hạnh phúc vân vân. Người phụ nữ có thể có được tất cả những thứ đó, nhưng có điều là không thể nào mà có tất cả những thứ đó cùng một lúc được. Thành ra là có những giai đoạn, có giai đoạn thì mình dồn hết nỗ lực của mình vào một chuyện thôi và mình được cái chuyện đó, rồi sau đó có những giai đoạn khác thì mình lại quay lại, mình dồn nỗ lực của mình vào một cái phương diện khác trong đời sống. Nhưng mà cái vấn đề chính là mình biết quân bình. Quân bình đây có nghĩa là mình biết là cái lúc nào mình cần phải dồn nỗ lực của mình vào cái việc gì, rồi đến khi mà xong cái việc đó thì mình lại quay sang việc khác. Riêng đời sống của tôi chẳng hạn, có những lúc mà vì cái nhu cầu công việc, có khi tôi phải đi vắng, đi công tác xa cả mấy tuần liền, hoặc là làm việc suốt ngày suốt đêm, những khi 10 giờ
tối mới thỏa mặt về nhà, rồi weekend cũng vắng mặt luôn. Thế nhưng mà đó chỉ là một giai đoạn thôi. Đến khi mà xong cái việc đó rồi thì tôi tự biết là tới lúc mà mình phải dẹp cái công việc của mình tạm thời qua một bên làm vừa thôi, và lúc đó là cái lúc mình lại để ý nỗ lực để mà lo về gia đình. Tôi có tới 4 cháu thôi chị, thành ra đến mùa hè khi mà các con tôi nó được nghỉ học thì đó là cái lúc mà phần nhiều là tôi dồn nỗ lực vào cho gia đình. Sở tôi đều biết là mỗi mùa hè tôi sẽ đi nghỉ hè 3 tuần liên tiếp, tôi sẽ vắng mặt hoàn toàn, và lúc đó là không có ai được đụng tới tôi, không ai gọi cell phone, không ai gửi email, không gì hết. Bởi vì lúc đó là 3 tuần mà tôi muốn dành cho con cái, bởi vì cái quan niệm rằng phải có một cái thời gian nhiều như vậy thì mình mới có đủ thời giờ để mà và nói chuyện và tâm sự với con mình. Thành ra trong mùa hè là cái lúc mà tôi không có làm việc cật lực như là trong năm, mà tại vì trong khi trong năm thì các cháu nó đi học suốt ngày thì lúc đó là tôi làm việc cật lực, rồi đến tối về có mặt ở nhà để mà lo giúp các cháu về bài vở. Tuy là một phụ nữ rất thành đạt ở xứ người, và cho đến nay bà chưa có dịp trở về thăm Việt Nam, nhưng nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh vẫn luôn trăn trở về thân phận của người phụ nữ Việt Nam ở trong nước hiện nay, nhất là tệ nạn buôn bán phụ nữ hay lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, bà nói. Mặc dù là Việt Nam ngày nay đã thống nhất, sau năm 75 trở đi là Việt Nam không còn chia Bắc Nam nữa, thì đáng lẽ là Việt Nam ngày nay phải giàu mạnh và phải tiến rất nhanh, nhất là so với những nước Đông Nam Á khác như là Thái Lan, như Mã Lai chẳng hạn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao mà Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo đói nhất của thế giới? Cái câu trả lời hiển nhiên là vì cái chế độ chính quyền hiện nay, là vì vẫn còn ở dưới một cái chế độ độc tài, là vì cái lối quản trị quốc gia của chính quyền hiện nay quá sức tồi tệ, không có lương tâm, thiếu đạo đức. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, sự ưu tiên của họ vẫn là chỉ là củng cố quyền lực cho một cái thiểu số, không cần nghĩ tới phúc lợi và tiền đồ của dân tộc. Điều đó là một điều rất bất hạnh cho dân tộc Việt Nam. Trong một cái bất hạnh chung đó thì cái người phụ nữ Việt Nam chịu nhiều bất hạnh nhất. Và tại vì người phụ nữ Việt Nam ngày nay phải lo đủ mọi mặt hết, từ chuyện nuôi dạy con cái trong gia đình cho đến chuyện làm chuyện vừa làm cha vừa làm mẹ. Và tại vì cái kinh tế nó quá thấp kém trong một gia đình thì thành ra người đàn bà vừa làm vợ làm mẹ mà làm luôn cả cha cũng phải ra ngoài, phải buông chảnh vào xã hội để mà đem kiếm tiền về nuôi gia đình nữa. Mà trong một cái xã hội nghèo đói như xã hội Việt Nam thì càng lúc cái đạo đức nó lại càng băng hoại, thành ra mới có xảy ra những cái chuyện buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, những cái chuyện mà người ta làm tất cả mọi thứ vì đồng tiền thì người ta quá nghèo đói. Nếu mà nhìn lại lịch sử Việt Nam đã có bao nhiêu lần chúng ta bị đô hộ bởi Tàu, bởi Pháp, bởi Nhật, đã có lần 2 triệu người Việt Nam bị chết đói. Vậy mà trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có chuyện buôn bán phụ nữ, chưa bao giờ có chuyện phụ nữ Việt Nam đi ra ngoài làm đĩ điếm hoặc phải chịu làm vợ người nước ngoài chỉ vì đồng tiền. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mấy ngàn năm của Việt Nam mà lại có một cái chuyện nhục nhã như vậy. Thì tự hỏi rằng tại sao, là tại vì chính quyền đang tiếp tay cho cái chuyện đó, chính là chính quyền Việt Nam đứng ở đằng sau những cái chuyện đó vì muốn đút túi, vì muốn làm lợi lộc cho riêng họ. Chứ phải là đừng chỉ có đổ lỗi vào những người phụ nữ Việt Nam bảo là tại vì họ nghèo đói quá cho nên họ phải làm liều. Thì đó là một cái điều rất là buồn và rất là lo ngại. Tuy nhiên, theo bà, mặc dù có những điều rất bi quan cho phụ nữ ở trong nước, nhưng bên cạnh đó, bà cũng cho biết rằng vẫn còn có những điểm son rất đáng khâm phục khác, như trường hợp của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh phát biểu. Ngược lại, có rất nhiều điểm son như Lê Thị Công Nhân. Nhìn cái số tuổi của cô thì cô còn rất là trẻ, mà một người sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng sản. Vậy mà tại sao Lê Thị Công Nhân nhờ cha mẹ hay là nhờ giáo dục, nhờ đọc sách vở sau đó mà cô có thể có được những cái tư tưởng tiến bộ và những cái tư tưởng cách mạng như là chúng ta đã nhìn thấy trong những lời tuyên bố của cô? Nếu mà đã có một Lê Thị Công Nhân dám nói như vậy thì tôi tin chắc rằng có rất nhiều Lê Thị Công Nhân khác mà chúng ta không biết đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những chi tiết lý thú về nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, người vừa được cho tặng huy chương cao quý phục vụ quốc gia về an ninh. Phương Anh xin ngừng nơi đây.